Tranh đa quý Tân Hữu Khánh xin chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị các bạn nghe bài chia sẻ về tử vi sự nghiệp trọn đời của những người tuổi Hợi, tức là những người cầm tinh con heo. Trong phần chia sẻ về tử vi sự nghiệp của người tuổi Hợi hôm nay, Tân Hữu Khánh xin mời quý vị các bạn chúng ta sẽ tìm hiểu 3 phần. Phần thứ nhất là con đường sự nghiệp của người tuổi Hợi. Phần thứ hai là nghề nghiệp phù hợp với người tuổi Hợi. Và phần thứ ba là tính cách của người tuổi Hợi với công việc. Đầu tiên xin mời quý vị các bạn chúng ta sẽ đi tìm hiểu về phần thứ nhất là con đường sự nghiệp của người tuổi Hợi. Thưa các bạn, người tuổi Hợi thường làm việc rất cẩn thận nhưng cũng không tránh khỏi có những lúc qua loa đại khái. Vì vậy, lời khuyên dành cho họ là nên lựa chọn những cộng sự có tính cẩn trọng và luôn suy nghĩ thấu đáo để cộng tác trong sự nghiệp. Tuy nhiên, vì rất ghét sự giả dối nên họ cũng cần chú ý để lựa chọn được người trung thực và chân thành. Nếu đang làm công việc kinh doanh, người tuổi Hợi nên mạnh dạn đầu tư sau khi đã xem xét, chọn lựa thật kỹ càng. Chỉ cần họ nới lỏng ra một chút là tiền sẽ bay ngay khỏi túi của họ. Tuy nhiên, nếu biết cách vượt qua được những khó khăn nhỏ trước mắt thì công việc của họ ngày càng trở nên thuận lợi hơn. Sự trung thành và giỏi giao tiếp của người tuổi Hợi sẽ mang lại cho cuộc đời của họ có rất nhiều điều tốt đẹp. Cho dù theo đuổi ngành nghề, sự nghiệp nào thì họ cũng có được những thành tựu đáng nể. Luôn biết cách vượt qua mọi khó khăn và tích cực đương đầu với những thử thách, cám dỗ. Nếu có nguồn thu dồi dào và muốn dành khoản tiền nhàn rỗi cho việc kinh doanh, thì lời khuyên dành cho họ là hãy đầu tư vào ngành bất động sản hoặc thị trường chứng khoán. Chắc chắn họ sẽ thu được những thành công rất lớn sau này. Với sự cần cù nỗ lực, tự tin và quyết tâm, người tuổi Hợi có thể giành được rất nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, họ không nên vì thế mà quên đi các mối quan hệ xã hội khác. Nhìn chung, dù là ông chủ hay là người làm thuê thì họ cũng đều có được thành công một cách dễ dàng. Tiếp theo, xin mời quý vị các bạn chúng ta sẽ tìm hiểu về nghề nghiệp phù hợp với những người tuổi Hợi. Vì tính cách không thích cạnh tranh nên người tuổi Hợi khá phù hợp để theo đuổi nghề giáo viên hoặc những ngành nghề phục vụ lợi ích công cộng khác. Nếu theo đuổi những ngành nghề đó, chắc chắn họ sẽ có nhiều thành tích vượt trội. Người tuổi Hợi thường rất ham học hỏi và luôn cố gắng hết mình trên con đường học tập. Điều này sẽ giúp họ phát huy được khả năng của mình trên con đường học vấn hoặc trong lĩnh vực nghệ thuật. Tuy nhiên, họ sẽ không thể có được nhiều thành tích tốt trong những lĩnh vực rộng mà chỉ trong một chuyên ngành nào đó của lĩnh vực ấy mà thôi. Tính cách của người tuổi Hợi cho thấy rằng họ sẽ không thể phát triển được trong những ngành nghề có sự cạnh tranh gay gắt. Điều này không phải do họ không cố gắng, nỗ lực hay kém tài hơn người khác, mà chỉ do tính cách của họ không thích ứng được với những lĩnh vực đó mà thôi. Người tuổi Hợi cũng rất thích hợp để theo đuổi ngành thú y, chăn nuôi hoặc ngành lâm nghiệp. Những ngành nghề kể trên có thể giúp cho họ có được cuộc sống bình lặng như mong muốn. Vì không thành thạo lắm trong lĩnh vực quản lý tiền tệ, nên người tuổi Hợi không nên theo đuổi các ngành nghề kinh doanh, thương mại hoặc có liên quan đến tài chính. Thứ ba là tính cách của người tuổi Hợi với công việc. Thưa các bạn, giờ Hợi là thời khắc của sự trầm lặng, là hình ảnh của mùa đông, khi mà vạn vật đều rất khô cằn và sơ xác. Trong điều kiện ngặt nghèo như vậy, chỉ có đam mê và nghị lực sống phi thường mới giúp cho con người tồn tại và phát triển được. Những đặc trưng này cũng hình thành nên tính cách kiên cường, trầm tĩnh, ít nói và hay nhẫn nhịn của người tuổi Hợi. Họ có thể vô cùng kiên nhẫn và dũng cảm phấn đấu không mệt mỏi, có thể không có gì nổi bật trong đám đông, nhưng họ cũng có những kiến giải riêng của mình về tất cả mọi việc. Tính tình hiền lành, dịu dàng nên họ sẽ không bao giờ làm việc gì có hại cho những người xung quanh. Người tuổi Hợi cũng sẽ không bao giờ lừa gạt hay bán đứng bạn bè của mình. Họ thẳng thắn và chân thành, không có những hành vi mang tính công kích người khác. Họ là những người có khả năng nhẫn nhịn và tha thứ tốt nhất. Trừ trường hợp bất đắc dĩ, nếu không họ sẽ không bao giờ nói dối, trừ khi để bảo vệ lợi ích chính đáng của bản thân mình. Nếu không, họ sẽ không bao giờ công kích người khác. Tính cách này giúp họ có được nhiều bạn tốt và dễ dàng thành công hơn trong sự nghiệp của mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi xong video clip chia sẻ về tử vi sự nghiệp trọn đời của những người tuổi Hợi được Tranh Đá Quý Tân Hữu Khánh giới thiệu và chia sẻ tới quý vị và các bạn.
Hãy like, share video và đăng ký kênh để luôn cập nhật những video clip mới nhất về phong thủy tử vi nhân tướng học và tinh hoa cổ học. Một lần nữa, xin chúc quý vị và gia đình luôn được bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào quý vị và các bạn. Chánh đạo quý Tân Ngọc Khánh rất vui mừng lại được gặp lại các bạn trong chuyên mục phong thủy tử vi hôm nay. Trong chuyên mục phong thủy tử vi lần này, Tân Ngọc Khánh xin mời quý vị các bạn chúng ta sẽ tìm hiểu về đường hôn nhân của những người tuổi Hợi. Đầu tiên chúng ta sẽ đi về nhận thức hôn nhân của những người tuổi Hợi. Thưa các bạn, người tuổi Hợi vì tính cách làm việc quá cẩn thận nên đôi khi họ thường bỏ lỡ những khá nhiều cơ hội để có được nhân duyên tốt đẹp. Nhìn chung, họ cũng có khuynh hướng kết hôn khá muộn. Nhân vật Chư Bát Giới trong truyện Tây Du Ký là một người rất háo sắc. Nhìn thấy bất kỳ một cô gái đẹp nào cũng có thể nảy sinh tình yêu với người đó. Tuy nhiên, trên thực tế, người tuổi Hợi đều khá bị động trong tình yêu, nên tỷ lệ người tuổi Hợi kết hôn muộn và thông qua mai mối là khá cao. Nam giới tuổi Hợi thường là những người rất đáng yêu và nhiệt tình. Khi đã yêu ai đó, họ cũng thường yêu hết lòng. Họ cũng là người rất coi trọng gia đình. Sau khi kết hôn, họ luôn đặt hạnh phúc và lợi ích của gia đình lên hàng đầu để làm động lực phấn đấu trong sự nghiệp. Những người phụ nữ lấy chồng tuổi Hợi đều sẽ được trở thành những người vợ, người mẹ vô cùng hạnh phúc. Vì rất coi trọng gia đình nên với những người đàn ông tuổi Hợi, vợ và con cái của họ là những người chiếm vị trí cao nhất và không thể thay thế được. Nhưng có một điều đáng tiếc là trong nhiều trường hợp, những người đàn ông tuổi Hợi không biết cách bày tỏ tình cảm, suy nghĩ của mình mà luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm. Đôi khi điều này có thể khiến cho họ bị vợ con hiểu lầm. Nữ giới tuổi Hợi lại là điển hình của những người vợ chịu thương, chịu khó. Cho dù cuộc sống gia đình đã khấm khá lên nhiều, nhưng họ vẫn luôn động viên chồng mình tiếp tục phấn đấu hơn nữa. Họ cũng luôn hoàn thành, chăm lo tốt tất cả việc trong gia đình, coi trọng vấn đề giáo dục con cái. Tình yêu thương con cái vô bờ bến của họ biến họ trở thành những người mẹ nhân từ và tuyệt vời nhất. Họ cũng không thích chủ động mà thích được người khác chăm sóc, hỏi han, ân cần, nhẹ nhàng. Nếu có một người vợ tuổi Hợi, các ông chồng sẽ gần như không phải lo lắng bất kỳ điều gì về gia đình của mình. Người tuổi Hợi cũng không cần có một cuộc sống giàu sang, phú quý. Điều mà họ quan tâm nhất chính là tình cảm giữa vợ chồng, con cái trong gia đình. Những người vợ tuổi Hợi cũng luôn đối xử ân cần, chu đáo với bạn bè của chồng mình, không ngại trả lời những câu hỏi rất nhiều của lũ trẻ. Họ thích chăm lo tốt nhất cho cuộc sống của cả gia đình và coi đó là niềm vui của mình. Khi được ở bên họ, những người khác sẽ luôn cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Họ đi đến đâu là nơi đó tràn ngập tiếng cười và không khí vui nhộn hoạt bát. Sự dịu dàng, nhẹ nhàng của họ còn được thể hiện ngay cả khi họ kêu ca, phàn nàn về một điều gì đó. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu đối tượng kết hôn của những người tuổi Hợi. Người tuổi Hợi đôi khi cũng cảm thấy phiền lòng, dẫn đến cãi cọ với người yêu của mình. Họ cũng tương đối đào hoa nhưng điều đó không được thể hiện rõ ràng lắm. Rất nhiều trường hợp, có một đối tượng lý tưởng nào đó xuất hiện bên cạnh họ nhưng họ lại bỏ qua mà không nắm bắt lấy cơ hội đó. Để rồi khi mọi việc qua đi lại thấy vô cùng hối hận. Họ có thể cãi cọ với người yêu chỉ vì những chuyện rất nhỏ nhặt để rồi sau đó lại thấy mình rằng hoàn toàn không nên làm như vậy. Đối tượng kết hôn với nam giới tuổi Hợi. Nam tuổi Hợi và nữ giới tuổi Tý. Đây sẽ là một cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn. Chỉ cần người vợ không quá nồng nhiệt và người chồng không quá trầm tĩnh thì mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng tốt đẹp. Nam tuổi Hợi và nữ giới tuổi Sửu. Hai người kết hợp lại sẽ khó dẫn đến một kết cục tốt đẹp. Người chồng thường không cảm thấy được sự ngọt ngào tình yêu nên có xu hướng tìm kiếm niềm vui riêng ở bên ngoài. Cuộc sống gia đình không mấy hạnh phúc. Nam tuổi Hợi và nữ giới tuổi Dần. Hai người có thể chung sống hòa thuận với nhau, nhưng người vợ không nên quá sùng bái tính cách lương thiện của người chồng mà cần cố gắng cân bằng lại. Điều này sẽ có lợi cho sự phát triển tình cảm của cả hai người. Nam tuổi Hợi và nữ giới tuổi Mão. Tất cả mọi việc đều sẽ tốt đẹp, nhưng người vợ cần cố gắng nhẫn nhịn trước những đặc điểm đáng yêu của chồng. Nếu không, người chồng sẽ dễ dàng đi tìm kiếm niềm vui ở bên ngoài. Nam tuổi Hợi và nữ giới tuổi Thìn. Hai người có thể chung sống bên nhau, nhưng người chồng đôi khi sẽ cảm thấy công sức vun đắp gia đình mà mình bỏ ra là hoàn toàn uổng phí, vì người vợ của họ có xu hướng hướng ngoại nhiều hơn. Nam tuổi Hợi và nữ giới tuổi Tỵ. Nếu hai người kết hợp lại thì sẽ không mấy may mắn cho người chồng.
nhiều lúc họ sẽ phải tự điều chỉnh lại bản thân mình để thích ứng với người vợ tuổi Tỵ. Năm tuổi Hợi và nữ giới tuổi Ngọ. Tình cảm của người vợ không làm người chồng cảm thấy thỏa mãn, nhưng không phải là hai người không cảm thấy vui vẻ khi sống bên nhau. Năm tuổi Hợi và nữ giới tuổi Mùi. Nếu kết hợp lại, cuộc sống của hai người sẽ không mấy tốt đẹp. Người chồng thường không biết cách để người vợ thấy được quyền uy của mình trong gia đình. Năm tuổi Hợi và nữ giới tuổi Thân. Quan hệ của hai người tương đối tốt đẹp. Tài năng và tính cách của người chồng khiến người vợ luôn thoải mái, hài lòng. Hơn nữa, tiền tài và địa vị mà họ có được cũng xác định lại vị trí trung tâm của họ trong gia đình. Năm tuổi Hợi và nữ giới tuổi Dậu. Sự khoan dung, thông cảm của người chồng có thể sẽ khiến cho người vợ cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Người chồng cũng tìm thấy niềm vui và sự an ủi trong cuộc sống của gia đình. Năm tuổi Hợi và nữ giới tuổi Tuất. Đây sẽ là một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tình yêu là cơ sở để hai người thông cảm, tha thứ và tôn trọng lẫn nhau. Năm tuổi Hợi và nữ giới tuổi Hợi. Đây còn là một cặp trời sinh, hai người thông cảm và yêu thương nhau, tạo nền tảng cho việc xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc sau này. Đối tượng kết hôn với nữ giới tuổi Hợi. Nữ tuổi Hợi và nam giới tuổi Tý. Quan hệ của hai người tương đối hòa hợp. Nếu hai người cùng làm chung một công việc nào đó thì mọi việc còn tốt hơn thế nhiều. Nữ tuổi Hợi và nam giới tuổi Sửu. Người vợ có thể nhẫn nhịn và thông cảm được cho những khuyết điểm của người chồng. Cả hai người đều cảm thấy hài lòng, thỏa mãn với mối quan hệ này. Nữ tuổi Hợi và nam giới tuổi Dần. Người vợ hoàn toàn có thể hiểu, thông cảm và ngưỡng mộ người chồng, nhưng người chồng lại khiến cho người vợ có cảm giác bất an. Nữ tuổi Hợi và nam giới tuổi Mão. Đây sẽ là một cặp đôi tuyệt vời, với điều kiện người vợ phải thích ứng được với cuộc sống gia đình bình lặng và êm đềm. Năm tuổi Hợi và nữ giới tuổi Thìn. Hai người sẽ rất hợp nhau. Người vợ luôn biết cách chăm sóc, yêu thương và khiến cho người chồng được hài lòng, mãn nguyện. Năm tuổi Hợi và nữ giới tuổi Tỵ. Hai người không hợp nhau lắm. Người vợ không thể thích ứng được với tính cách của người chồng. Hai người có nhiều điểm khác biệt và khó có thể chung sống một cách hòa thuận, trừ phi người vợ tình nguyện hy sinh một số hứng thú và tự do cá nhân của mình. Năm tuổi Hợi và nữ giới tuổi Ngọ. Hai người sẽ có một số va chạm, xô xát. Nếu tính tự tư của người chồng quá cao thì rất có thể người vợ sẽ bị tổn thương nặng nề về mặt tình cảm. Nữ tuổi Hợi và nam giới tuổi Mùi. Cuộc sống chung của hai người sẽ có khá nhiều phiền phức. Nếu người chồng không quá đáng quá thì người vợ còn có thể nhẫn nhịn được. Tuy nhiên, trên thực tế, rất ít khi người chồng có thể làm được như vậy. Nữ tuổi Hợi và nam giới tuổi Thân. Hai người có thể chung sống được với nhau trong một thời gian dài. Cả hai đều biết nghĩ cho đối phương để cuộc sống luôn tốt đẹp hơn. Nữ tuổi Hợi và nam giới tuổi Dậu. Nếu hai người sống chung thì cuộc sống sẽ có khá nhiều điều miễn cưỡng, thường xảy ra nhiều mâu thuẫn nhỏ. Những hành vi quá đáng của người chồng khiến cho người vợ cảm thấy lo lắng, nhưng khí chất và sự thông minh của người chồng sẽ khiến cho người vợ vô cùng khâm phục. Nữ tuổi Hợi và nam giới tuổi Tuất. Quan hệ giữa hai người rất tốt. Cả hai người đều rất khẳng khái. Hơn nữa, tiềm năng kinh tế của người vợ lại tương đối tốt, có thể đảm bảo được cuộc sống gia đình. Nữ tuổi Hợi và nam giới tuổi Hợi. Đây quả là một cặp trời sinh. Cả hai người đều yêu thương đối phương hết lòng và cũng rất biết suy nghĩ cho nhau. Hai người cũng đều rất nỗ lực để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc trong tương lai. Cát hung trong việc chọn đối tượng kết hôn với người tuổi Hợi. Những đối tượng có thể mang lại đại cát khi kết hôn cho người tuổi Hợi đó là những người tuổi Mão tức là tuổi Mèo, tuổi Tuất tức là tuổi Chó và tuổi Hợi tức là tuổi Heo. Những tuổi mà kỵ kết hôn đối với những người tuổi Hợi đó là những người cầm tinh con ngựa hay là gọi là tuổi Ngọ, hoặc là những người cầm tinh con rắn tức là tuổi Tỵ. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi xong video clip đường hôn nhân của những người tuổi Hợi do Tranh Đá Quý Tân Phục Khánh giới thiệu tới quý vị và các bạn. Hy vọng rằng qua video clip này, các bạn có thể tìm thấy cho mình được những thông tin hữu ích. Qua đó, đối với những quý bạn chưa kết hôn có thể tìm được cho mình một đối tượng lý tưởng, và những bạn đã kết hôn thì sẽ điều chỉnh, phát huy những điểm mạnh, khắc chế loại bỏ những điểm yếu của mình ra khỏi cuộc sống để làm cho cuộc sống hôn nhân gia đình của mình ngày càng tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.